Xin chào tất cả chị em đã quay trở lại với channel tiếp theo của mình nhé. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ so sánh cái con Xuân Win và cái con TDC Thiên Đường chơi này, con nào là độ uy tín hơn anh em nhé. Ok anh em, thì ngày hôm nay thì mình sẽ mang 46 củ đây, thì anh em hãy xem con nào là con đẳng cấp ở bộ môn tài xỉu, tất cả bộ môn cân cửa hay là bộ môn tài xỉu 15 nhé. Đây thì mình cũng nói luôn với tất cả các chị em mình nhìn này, cái con Xuân Win ấy nó có từ 76 đến 75 đây rồi đấy, đúng chưa anh em? Đấy thì thực sự với tất cả anh em, nếu mà để mà nó là đẳng cấp thì trước đây con Sun Win nó rất là đẳng cấp, nó rất là uy tín luôn, nhưng cái thời gian gần đây là nó đã hoạt động quá là dài rồi nên là cầu kèo nó đã thay đổi quá là nhiều rồi anh em ạ, cầu kèo thay đổi quá nhiều. Thì mình khẳng định luôn với tất cả các anh chị em đang xem video của mình về cái độ xanh chín, về cầu kèo của là mượt mà hơn cái con TDC Thiên Đường chơi này thì khẳng định là không bao giờ có, bởi vì là cầu kèo con TDC Thiên Đường chơi này hiện tại đang là cầu xanh chín, cầu đẹp mượt mà luôn đấy, anh em chỉ cần nhìn qua thôi là anh em sẽ hiểu, đây nhìn qua là anh em sẽ hiểu cầu kèo như nào đấy. Bởi vì mình có nghe nói rất là nhiều anh em, rất nhiều anh em thì thường thường mình hay làm những video kéo, thường thường mình hay làm những video hỗ trợ đấy cho anh em, thì anh em hãy nhắn tin hỏi han mình đấy, thì anh em bảo là em hay vẫn hay chơi ở trên con Sun Win. Thì con Sun Win thì trước đây thì em chơi rất là ok, nhưng không hiểu tại sao dạo gần đây thì em hay chơi, em hay cảm thấy những dạng cầu bịp nhiều và cầu kèo đã không được xanh chín cho lắm, mà em hay chơi trên những con như thế mà em hay bị gãy cầu lắm, em hay bị cháy tài khoản lắm đấy, mà nhiều lúc nạp rút thì nó cũng trả được nhanh như trước đây nữa. Trước đây em nạp rút cực kỳ nhanh, nhưng bây giờ nhiều lúc em nạp một vài tiếng mới được rút cũng vậy nhỉ, nên là em cảm thấy khoai quá em không chơi, em chuyển qua cái con TDC thì nữa chơi này. Đây là những cái lời chia sẻ thực của tất cả các anh chị em đang nhắn tin và đang tâm sự với mình về cái con Xuân Win đấy. Đấy nên là mình khẳng định luôn về cái độ uy tín, thì chắc chắn với thời điểm bây giờ thì để nói luôn là cái con Xuân Win với con TDC thì nửa chơi này thì con Xuân Win không thể làm bằng được. Xuân Win không đủ tuổi, không đẳng cấp. Đấy. Tại sao mà mình nói Xuân Win không đủ tuổi đẳng cấp? Bởi vì cái con game đã hình thành trong khoảng 6 đến 7 năm nay thì đương nhiên là nó kiếm là quá nhiều tỏi rồi. Khi mà nó cá kiếm quá nhiều tỏi thì đương nhiên với nhau một điều là nó không quan trọng về cái độ xanh chín nữa, bởi vì nó chỉ gọi là làm túc ta túc tắc để thu, anh hiểu chưa? Đấy, nó không có gì đấy. Nếu nó xanh chín thì không bao giờ có chuyện mà anh em nói là em chơi mà em hay kiểu là bị cháy và hay bị thua như vậy, đúng chứ em? Đây là cái này là cái điều là mình được tất cả các anh chị em là anh chị em đang ủng hộ mình và đang nói với mình nhá. Đấy, vì thường thường thì mình luôn nói chuyện và tâm sự những anh chị em đang xa bờ mà. Đấy, ok anh em nhé. Đấy, thì vừa rồi thì mình đã chia sẻ cho anh em về so sánh về độ uy tín ở con TDC với con Xuân Win. Thì mình đảm bảo luôn là cái con TDC thì nửa chơi này đẳng cấp nó vẫn hơn cái Xuân Win rất là nhiều. Nhớ anh em nhé. Rồi ok anh em, thì bây giờ thì hãy chờ và hãy đợi và hãy xem những tiếng tiếp theo, xem những tiếng của mình đánh, xem nó có rỡ, xem nó có ok, xem nó có giống như những gì mình chia sẻ với tất cả các chị em ở trên cái con TDC trên đường chơi được không. Và bây giờ thì cùng mình đếm ngược thời gian và cùng mình nặn tiếng này xem nó có chuẩn xác hay không anh em nhé. Rồi, và bây giờ thì kết quả đây, 5 4 3 2 1, mở là anh em ơi, xem kết quả có chuẩn xác như vậy không nhá. Rồi, vậy nó đã chuyển cầu anh ạ, vậy nó đã chuyển cầu, gãy cầu anh ạ. Rồi không sao anh em ơi, không sao anh em ơi. Khi mà cầu kèo nó đã chuyển đổi như thế thì mình đánh sẽ chuẩn xác ở những tay sau anh ạ. Nhá, những tay sau mình sẽ chuẩn hơn. Bởi vì thường thường những cầu này là những dạng cầu nghịch rồi. Tiếng vừa rồi là 2 tiếng 7 10. Ok, tiếng này thì mình sẽ đánh to này. Đánh 12 củ để gỡ lại hai tay mình có lời luôn nhá. Đấy, những cái tay này hiện tại là những tay kết này. Tại sao mà mình đã gọi những tay kết? Đây là hiện tại bây giờ mình đang bắt cái cầu là gọi là 3223 nhá. Đây, tiếng này phải về cầu xỉu, đang cầu 22 mà đang cầu đẹp mà. Rồi ok anh em hãy xem kết quả, xem tay này có đúng những gì mình chia sẻ với tất cả anh chị em ở trên cái con TDTC Thiên Đường Chơi này không. Xem cái con này, xem có rực rỡ, xem cái con này, xem nó có ok, xem nó có ổn áp hay không nhá. Rồi, cùng mình đếm ngược thời gian nào. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mở là anh em ơi, xem kết quả đây là cái gì đây. Em thấy chưa? Ổn áp, đúng chưa em? Đấy là những tiếng đánh của mình, em cảm thấy những tiếng đánh của mình có khét không? Anh em cảm thấy những tiếng đánh mình có rực rỡ không anh em?
rực rỡ luôn, đúng cho em đấy, nó phải đánh, nó phải có những tính kết khét đẹp đẹp như thế thì cuộc đời nó mới nở hoa lại anh em ạ, cuộc đời nó mới nở hoa được. Chứ còn nếu như em chơi mà em không có những tính đánh gọi là kết thì khẳng định luôn với tất cả anh chị em là nó cầu kèo, nó không đi đâu vào đâu cả, đúng cho em đấy. Mình đã nói với anh em rồi thì mình đánh ở trên cái con TDC thiên đường chơi này, kiểu gì mình cũng vẫn phải có lãi, kiểu gì mình vẫn phải có lời, không bao giờ có chuyện mình không lãi không lời ở trên cái con TDC trên đường chơi này, bởi vì là đẳng cấp nó vẫn cứ là đẳng cấp anh em ạ. Bởi vì cầu kèo ở trên cái con TDC trên đường chơi này thì cầu nó bao giờ cũng là những dạng cầu xanh chín, nó những là những dạng cầu đẹp nhất ở trên con TDC trên đường chơi nhá. Ok anh em, và bây giờ thì hãy xem kết quả, xem tay này xem như thế nào, xem tay này có chuẩn, xem tay này có ok hay không nào. Kết quả đây em thấy chưa đấy, những cái tiếng bẻ cầu của mình có đúng những gì mình nói không đấy, nó phải như vậy, đánh tay nào nó phải win tay đấy, chơi tay nào nó phải rực rỡ tay đấy, đấy mới gọi là chơi, đấy mới gọi là đánh em nhá. Em thấy chưa, rực rỡ chưa đấy, rồi ok anh em cảm thấy là như thế nào, em cho mình một lời bình luận, một lời ý kiến đi đấy. Em xem video của mình mà cảm thấy những video của mình cảm thấy hay, cảm thấy ok thì cho mình like và follow nhé. Và vừa rồi thì mình cũng đã so sánh cái sự uy tín của cái con Sun Win với con TDC thiên đường ở trên này đấy, anh em cũng đã nhận biết được con nào là hơn, con nào là cấp hơn, đúng cho anh em đấy. Thì anh em cứ chơi và anh em cứ cảm nhận thôi, nếu mà gặp khó khăn quá hay bất kể cái trường hợp nào anh em cứ nhắn tin cho mình sẽ hỗ trợ cho anh em nhiệt tình chu đáo để cho anh em có thể luôn chiến thắng tuyệt đối ở trên cái con TDC thiên đường chơi này nhá. Đây, với số vốn ban đầu mình mang vào thì hiện tại mình đã có lãi có lời lên được 54 củ bảy rồi, em cảm thấy là tuyệt vời đúng cho anh em đấy. Nó phải rực rỡ như thế, đánh đến đâu nó phải win đấy, chơi đến đâu nó phải đẹp đến đấy anh em nhé. Rồi ok anh em, và bây giờ thì mình có lãi có lời thì mình xin phép tất cả các anh chị em là mình sẽ kết thúc và chốt lại. Ok, chắc chốt kèo đây thôi anh em ơi. Như anh em đã thấy thì kênh mình chuyên làm về con Sunwin này. Đấy, chia sẻ cho anh em những phương pháp chơi này, những cách chơi này, hay là về tài xỉu Sunwin. Đấy, đúc kết từ những cái kinh nghiệm chơi của bản thân mình. Đấy, để cho anh em tham khảo. Đấy, thì anh em thấy có thể là giúp ích được cho anh em thì anh em nhớ cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhá. Ok, bye bye mọi người.